Hi, how's it going guys? Trong video thứ 5 chúng ta đã học về đại từ nhân xưng và động từ to be ở thời hiện tại ha. Trong video hôm nay mình sẽ nói sơ qua về dạng phủ định và dạng câu hỏi của động từ to be ở thời hiện tại. Sau đó mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái câu thường gặp dùng động từ to be ở thời hiện tại. Và cuối cùng là chúng ta sẽ ôn lại những gì mà chúng ta đã học từ video thứ nhất đến video thứ 5. Ok, nếu các bạn muốn nói là tôi là con gái của ông thì nói sao? Tôi là I am. Con gái là daughter. Của ông là nói sao? Của ông là của bạn á, là your. I am your daughter là dạng câu khẳng định. Và nếu các bạn muốn chuyển cái câu này sang dạng phủ định, nói là tôi không phải là con gái của ông thì mình có thể thêm một chữ not sau cái từ am. I am not your daughter. Bây giờ để chuyển sang dạng câu hỏi thì các bạn hỏi là tôi có phải là con gái của ông không? Để nói được như vậy thì các bạn phải bỏ chữ not và chuyển chữ am ra đầu câu và thêm một dấu chấm hỏi ở cuối câu. Am I your daughter? Chú ý khi chúng ta đặt câu hỏi thì cái phần cuối câu chúng ta lên dòng một chút ha. Am I your daughter? Ok, một ví dụ nữa nha. Ví dụ mình nói là anh ấy thì đẹp trai. Anh ấy là he. Và động từ to be của he là gì? Is. Đẹp trai là handsome. He is handsome. Bây giờ chuyển câu này sang thể phủ định thì mình thêm chữ not ở sau cái chữ is. He is not handsome. Anh ấy không đẹp trai. Và bây giờ để chuyển qua câu hỏi anh ấy có đẹp trai không? Khi chúng ta bỏ đi chữ not, sau đó chúng ta chuyển động từ is ra đầu câu, thêm một dấu chấm hỏi ở phần cuối câu. Is he handsome? Anh ấy có đẹp trai không? Có thì yes, mà không có thì no, đơn giản. Alright, mình lấy thêm một ví dụ nữa nha. Ví dụ mình nói là họ tốt bụng thì mình nói sao? Họ là they. Động từ to be của they ở thì hiện tại là gì? Đúng rồi, are. Và từ tốt bụng trong tiếng Anh là gì? Kind. They are kind. Chú ý cái chữ kind. Đọc là kinder nhẹ, có cái âm gió nhẹ. Kind. Bây giờ mình nói là họ không tốt bụng thì mình chỉ việc thêm cái chữ not sau động từ to be là are. They are not kind. Bây giờ muốn chuyển thành câu hỏi là họ có tốt bụng không thì mình bỏ đi chữ not và chuyển chữ are ra đầu câu, thêm một dấu chấm hỏi ở cuối câu. Are they kind? Rất là dễ phải không các bạn? Trong tiếng Anh cái từ mệt là mình nói là tired, đọc là tired và có chữ đ nhẹ, tired, tired. Bây giờ nói là tôi mệt thì nói sao? I am tired. I am tired. Và trong video thứ 5 mình đã có học là chữ I am, tôi là, tôi thì mình có thể nói tắt lại thành là I'm. Tôi mệt thì là I'm tired. Hoặc là I am tired. I'm tired. Chữ buồn ngủ là sleepy. 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 Họ buồn ngủ là they are sleepy. They are sleepy. They are sleepy. Từ tức giận trong tiếng Anh là angry. Phiên âm rõ ra là angry. Mình nhấn mà cái chữ rg nó rất là nhẹ, đọc là angry. 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 Bạn giận hả? Thì mình nói là are you angry? Are you angry? Are you angry? Chữ nham chán trong tiếng Anh là boring. 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 Nếu mình muốn nói bộ phim thì nhàm chán thì mình có thể nói là the movie is boring. The movie is boring. Các bạn chú ý chữ nhàm chán trong tiếng Anh nó có hai loại. Một loại là nói về bản chất một ai đó hoặc là một cái gì đó thì mình dùng boring. Còn nếu nói về cảm giác của bản thân mình, ví dụ như nói là tôi nhàm chán thì mình đổi chữ boring thành chữ bored. Bored. Bored nha. Bored. Nếu các bạn muốn nói là tôi nham chán, có nghĩa là tôi cảm thấy nham chán, thì các bạn nói là I am bored.
Câu này được dùng khi các bạn đi quanh đi quất mà không có việc gì làm và nói là ôi chẳng có, I am bored. Còn nếu các bạn nói là I am boring, dịch từng việc là tôi nhàm chán, nhưng mà cái ẩn ý là tôi là người nhàm chán. Có nghĩa là ai đi chơi với bạn thì bạn không có biết nói gì hết, bạn cứ im thin thít. Và một lát sau thì người ta cảm thấy rất là chán mà người ta không muốn đi chơi với bạn nữa. Thì có nghĩa là bạn là một người nhàm chán, I am boring. Chữ sớm trong tiếng Anh là early. Chữ này có hai âm, âm er và ly. Chữ er, uống lưỡi lên một tí, er, early, early. Họ đến sớm là they are early. They are early. They are early. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái bài học chúng ta đã học từ bài 1 đến bài 5 nha. Mình sẽ đặt câu hỏi và mình sẽ im lặng để cho các bạn trả lời, để xem các bạn có trả lời được không ha. Hãy xem như là các bạn đang đối thoại với một người trực tiếp vậy. Good morning. How are you? I'm pretty good, thanks. And you? I'm pretty good, thanks. Who is this? Who is this? Có nghĩa là đây là ai? Thì các bạn trả lời bằng this is. Ví dụ như là this is my fiance, Don. Fiance có nghĩa là vị hôn phu. This is my fiance, Don. Is this your husband? Is this your husband? Có nghĩa là đây có phải là chồng của bạn không? Khi người ta hỏi phải hay không thì mình trả lời phải là yes. Không phải thì no. Còn nếu bạn muốn trả lời dài một tí nữa thì mình có thể nói là yes, he is. Hoặc là no, he is not. Hey, what's up? Hey, what's up? Có nghĩa là chào, sao rồi? Thì người Mỹ người ta thường trả lời là not much, hoặc là người ta chào lại hi, hoặc là hey. What's your name? What's your name? Tên của bạn là gì? Thì trả lời là my name is Nhi. Nice to meet you. Nice to meet you. Hân hạnh được gặp bạn. Và mình có thể trả lời là nice to meet you too. By the way, this is my sister, Betty. By the way, nghĩa là nhân tiện. This is my sister, Betty. Đây là em gái của tôi, Betty. Thì khi người ta giới thiệu một người nào đó cho bạn thì bạn trả lời lại là nice to meet you. Ví dụ trong trường hợp này thì là nice to meet you, Betty. Rất hân hạnh được gặp bạn, Betty. I'm gonna head out. See you. Khi người ta nói I'm gonna head out là tôi đi đây và see you có nghĩa là hẹn gặp lại bạn, thì mình có thể trả lời là ok, see ya. See ya là rút ngắn của see you. Take care, my friend. Take care là bảo trọng, my friend là bạn của tôi. Take care, my friend là bảo trọng nhé bạn của tôi, thì mình có thể trả lời là you too, có nghĩa là bạn cũng vậy. Và mình có thể thêm vào câu see you next time, hẹn gặp lại lần sau nhé. See you next time. See you later, alligator. See you later, alligator. Có nghĩa là xin chào tạm biệt chú cá sấu. Và câu này thường được dùng để nói với trẻ con hoặc là để nói đùa giữa những người lớn với nhau, không có dùng ở trong cái business đâu nha. Và khi người ta nói với bạn là see you later, alligator, thì bạn trả lời là in a while, crocodile. Hey man, how's it going? Hey man, là chào anh bạn. How's it going? Mọi chuyện sao rồi, khỏe không? Trả lời cho câu này thì đại loại mình có thể nói là pretty good man, khá tốt anh bạn ạ. You? Thì cái chữ you là rút ngắn của and you, hoặc là how about you. Nếu người ta lười thì người ta chỉ nói là you. Còn anh bạn thì sao? How is your mother?
How is your mother? Có nghĩa là mẹ của bạn có khỏe không? Thì câu trả lời cho câu này mình có thể nói là she is great. Bà ấy rất là khỏe. Và mình có thể nói tiếp là thank you for asking. Có nghĩa là cảm ơn đã hỏi. How about yours? Còn mẹ của bạn thì sao? Is your wife nice? Is your wife nice? Có nghĩa là vợ của bạn có dễ thương không? Thì phụ nữ dễ thương mày lấy làm vợ đúng không? Thì mình có thể trả lời là yes, she is. I think it's time to call it a night. See you soon. I think it's time to call it a night. Có nghĩa là đã đến lúc phải dừng lại rồi. Và người ta nói tiếp là see you soon. Hẹn gặp lại sớm nhé. Thì mình có thể trả lời cho câu này là All right, see you soon. Có nghĩa là được rồi, hẹn gặp lại sớm. Take care. Take care, có nghĩa là bảo trọng nhé. Thì mình có thể trả lời lại là You too, bạn cũng vậy nhé.